Lịch sử hình thành nhà nước Âu Lạc. Theo sử ký ghi lại, nhà nước Âu Lạc được Thục Phán, thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt, thành lập vào năm 258 trước Công nguyên, sau khi đánh bại vị vua Hùng cuối cùng của nhà nước Văn Lang. Ông lên ngôi và lấy niên hiệu là An Dương Vương. An Dương Vương sát nhập lãnh thổ của Văn Lang và lãnh thổ của bộ tộc mình, tức Âu Việt, và hình thành nên một nhà nước mới là Âu Lạc, kết hợp giữa người Âu Việt và người Lạc Việt.